Audio ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người cái cách để duy trì việc học tiếng Anh mỗi ngày. Mình tin rằng ai trong chúng ta thì cũng biết rằng việc học tiếng Anh rất là quan trọng đúng không mọi người? Rất là quan trọng luôn. Rõ ràng là việc ra trường nếu như mà có tiếng Anh có thể giao tiếp được nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, một cái lợi thế rất lớn khi chúng ta phỏng vấn vào những doanh nghiệp nước ngoài đúng không? Và có một mức lương cao hơn. Tuy nhiên, một cái điều mà mình thấy rằng là để mà duy trì việc học, để mà chúng ta có thể giao tiếp được, nó là khoảng thời gian rất là dài và rất là ít bạn có thể duy trì được việc học và đạt đến được cái thành công cuối cùng là có thể giao tiếp được tiếng Anh. Vậy thì cái lý do tại sao mà chúng ta lại không duy trì việc học khi chúng ta biết rõ ràng là mình nếu mình học được á, mình duy trì á, mình sẽ nói được tiếng Anh và nó rất là có lợi cho mình luôn. Chúng ta biết biết là như vậy, rõ ràng đúng không? Mà chúng ta vẫn không duy trì được. Đầu tiên á, để mà duy trì tức là phải có bắt đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu như thế nào? Có phải là chúng ta rất là hứng thú, rất là có nhiều động lực khi chúng ta bắt đầu học một cái chương trình tiếng Anh nào đó, đăng ký một khóa học nào đó. Ấy vậy mà chỉ cần 3 đến 5 ngày hoặc là nửa tháng hoặc là học một hai bài gì đó ha, thì chúng ta cảm thấy không có động lực nữa, chúng ta cảm thấy không hứng thú nữa để học và chúng ta cứ dời dời cái việc học của chúng ta dần 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 dần. Và có thể nói là dời nhiều bạn dời mãi luôn là vẫn chưa học và đến bây giờ vẫn chưa giao tiếp tiếng Anh được. Chính vì cái việc giờ như vậy, nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta thấy rất là tội lỗi với chính bản thân mình, mất niềm tin vào bản thân mình và nghĩ rằng mình không đủ khả năng để học tiếng Anh. Vậy thì làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được? Hay cái khác là làm thế nào chúng ta có nhiều động lực hơn để học, có động lực để duy trì việc học, có hứng thú để học? Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm của mình, cái góc nhìn của mình, cái mà mình đã trải qua và làm thế nào để mình duy trì cái việc học của mình. Các bạn à, thực ra thì mình cũng giống các bạn thôi. Mình cũng rất là hứng thú lúc trước ha. Mình thử học tiếng Anh á, mình cũng rất là hứng thú khi mà bắt đầu và mình cũng nản chứ. Mình nghĩ rằng ai cũng như vậy. Bắt đầu cái gì chúng ta cũng rất là hứng. Chúng ta suy nghĩ về cái lúc chúng ta có thể giao tiếp được, chúng ta suy nghĩ được cái lúc mà chúng ta có thể nói với người này người kia, có thể nghe nhạc, có thể xem video, có thể xem phim mà hiểu được hết. Ha, chúng ta tưởng tượng rất là nhiều thứ, chúng ta travel, chúng ta du lịch, chúng ta hiểu, chúng ta có thể nói được tiếng Anh. Và tưởng tượng về những cái đó giúp cho chúng ta có rất là nhiều động lực khi bắt đầu. Ha? Đúng không nào? Nhưng mà khi bắt đầu thì chúng ta lại mất đi được cái động lực đó, dần dần lại mất đi. Thì cái mà mình nhìn thấy á, các bạn đó là bởi vì cái kết quả chúng ta mong đợi nó ở rất xa. Nó ở rất xa. Ha? Có thể là từ 6 tháng đến 1 năm chúng ta học liên tục thì chúng ta mới thấy được cái kết quả đó. Cái kết quả nó rất là cao bởi vì chúng ta expect là chúng ta mong đợi là mình có thể nói được, có thể giao tiếp được thì nó khá là xa với cái thời điểm hiện tại của chúng ta bây giờ, đúng không nào? Cái cấp bậc hiện tại của chúng ta bây giờ là chúng ta chưa biết gì về tiếng Anh và cái đó rất cao. Và khi nghĩ tới cái điều đó thì hưng phấn đó, động lực á, nhưng mà bắt đầu để đạt được cái kết quả đó thì nó là một chặng đường rất là dài và chính cái chặng đường dài đó nó sẽ tiêu hao được cái năng lượng, cái động lượng của chúng ta. Vậy thì làm sao để có thể duy trì được? Thì cái cách để duy trì đó các bạn thì chúng ta phải tìm ra cái nơi mà chúng ta có thể nạp được cái động lượng, nạp được cái năng lượng để giúp chúng ta tiếp tục ha, có hứng tiếp để tiếp tục học mỗi ngày, học mỗi ngày. Thì mình chia sẻ cái cách của mình ha. Cái cách của mình là gì? Mình biết rằng mình vẫn mong muốn kết quả ở đằng xa kia kìa, mình vẫn biết rằng mình mong muốn mình giao tiếp được kìa, mình muốn xin vào một doanh nghiệp nước ngoài kìa, mình muốn có việc làm ở một cái công ty chuyên nghiệp, công ty hàng đầu, thì mình cần phải có tiếng Anh, mình biết chứ. Nhưng mà các bạn, cái lúc bắt đầu á, mình luôn luôn mong muốn tìm đến những cái chiến thắng nhỏ, những cái niềm hứng thú nhỏ. Đó là gì? Ví dụ như nha, ngày hôm nay mình học một cái bài gì đó, một cái đoạn văn nào đó mà mình không nghe được cái câu đó, đúng không nào? Mình bắt đầu học, mình không nghe được cái câu đó. Và sau khi học xong, mình đã nghe được. Mình nghe được cái câu đó rồi và mình đã hiểu được cái câu đó rồi thì mình sẽ cảm thấy mình đã thành công rồi. Mình cảm thấy mình đã thành công khi mình đã đạt được một cái điều gì đó trong ngày học hôm nay. Và chính vì cái điều đó nó sẽ tạo cho mình cái hứng thú để mình tiếp tục học những ngày tiếp theo. Cái khác của mình với những bạn khác đó là gì? Những bạn khác, bạn học, bạn cũng học được, bạn cũng biết được, nhưng á, bạn ấy không còn cái sự hứng thú khi các bạn học được. Bạn không trân trọng cái mà các bạn đạt được trong cái ngày học hôm đó, hoặc là bạn không nhận ra cái việc trân trọng đó luôn. Dẫn tới là các bạn cứ thấy rằng còn rất là nhiều thứ phải làm, trong khi đó bạn đã đạt được một cái điều gì đó ngày hôm nay rồi, đúng không nào? Bạn đã nghe được một cái từ bạn chưa nghe được, bạn đã hiểu được một câu bạn chưa nghe hiểu được trước đó. Trong ngày hôm nay bạn học được những từ vựng nào, bạn đã hiểu được những từ vựng nào, hãy trân trọng những cái đó ha.
Hãy trân trọng những gì chúng ta đạt được trong ngày hôm nay, và chính vì cái đó chúng ta sẽ có hứng thú để học tiếp ngày tiếp theo. Đó, thì cái hứng thú của các bạn nó không thể nào đến khi chúng ta chưa bắt đầu được. Bạn không thể nào có hứng rồi bạn mới học được, mà bạn phải học và bạn phải có hứng sau khi chúng ta học. Đó, đừng có nghĩ rằng đang ngồi nằm hứng thú rồi sao? Mới học cũng có nha các bạn. Đừng nghĩ rằng như vậy. Hãy học đi, hãy bắt đầu học, hãy ép bản thân mình ngồi vào bàn, hãy ép bản thân mình bật cái điện thoại lên để nghe. Hãy bắt đầu học đi, hãy ghi chép ra, hãy luyện nói đi. Hãy trân trọng những cái từ vựng mà chúng ta đã học được ngày hôm nay. Hãy trân trọng cái khoảnh khắc mà ôi lúc trước mình vừa nghe không hiểu cái từ này, bây giờ mình nghe hiểu được rồi này, mình biết nghĩa nó là gì rồi này. Đó, hãy trân trọng cái những cái đó từng ngày trân trọng từng những cái thứ mà các bạn đạt được trong ngày hôm đó. Đó là cái thứ mà sẽ tạo ra cái động lượng, cái động lực, cái năng lượng để chúng ta tiếp tục ngày học tiếp theo. Để duy trì được thì chúng ta phải nạp năng lượng. Không có cái gì mà duy trì được mà không cần nạp năng lượng hết. Xe các bạn đi, xe máy đi thì một tuần cũng phải đổ xăng 2-3 lần, đi xa thì đổ nhiều, chứ không có cái xe nào mà đổ xăng một lần chạy forever hết các bạn ha. Thì tương tự, chúng ta phải đổ xăng mỗi ngày, chúng ta phải nạp năng lượng mỗi ngày bằng cách chúng ta hãy trân trọng những cái gì chúng ta học được ngày hôm đó. Chúng ta hoàn thành ngày học hôm đó là chúng ta đã hạnh phúc rồi, chúng ta đã trân trọng rồi, đã vui rồi. Chúng ta nghe được một cái từ chúng ta không nghe được ngày hôm đó là chúng ta đã vui rồi. Hãy thay đổi góc nhìn của chúng ta, hãy đạt được những chiến thắng nhỏ. Và những chiến thắng nhỏ sẽ giúp cho chúng ta đạt được một chiến thắng lớn. Trân trọng cái chúng ta có được trong ngày hôm nay để tiếp tục bước tiếp ngày tiếp theo. Ngày tiếp theo lại trân trọng những gì chúng ta đạt được trong ngày hôm đó và tiếp tục. Ok, thì đó là cái góc nhìn của mình về cái cách để chúng ta có thể duy trì được việc học mỗi ngày. Mình hy vọng rằng cái audio này có thể giúp ích gì đó, giúp cho các bạn có thể thay đổi được cách nhìn về việc học tiếng Anh ha. Và mình chúc các bạn có thể duy trì được việc học của mỗi ngày của mình ha. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào audio tiếp theo.